Vâng, thì Quốc Hùng xin kính chào tất cả các bác cũng như là các anh em đam mê. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 6 đầu tuần thứ hai nha anh em. Hàng về tối muộn nên là em có clip quay lên thông báo với anh em về có một số mặt hàng đói và âm ly về phục vụ anh em. Thì trước tiên thì anh em xem video thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em. Và bấm vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới nha. Và bấm vào chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất mà em đăng lên. Và sau thì anh em đừng cảm thấy video hay thì đừng quên cho em một like nha. Để ủng hộ tinh thần của âm thanh Phú Hồng. Và âm thanh Phú Hồng sẽ cố gắng tuyển chọn, tuyển lựa những cái sản phẩm mới nhất và đẹp nhất, chất lượng nhất, riêng riêng bán để ủng hộ anh em, để phục vụ anh em. Rồi thì hôm nay thì bên âm thanh Quốc Hùng thì có về được một số sản phẩm như thế này. Đó là gồm hai âm ly sân xui AO607KX nha. Một âm ly AO707XDK và một Denon 890D. Denon 890D nha nè. Và một cái con báo 4 kênh DBX 4320. Đã 4 kênh nha. Thì hôm nay thì nó về được 7 con nha nè, 7 con, để trong này nó có 5 con và hai con còn lại thì đang cui hàng, chưa kịp quay video cho anh em xem thì có ông anh đã lên và chốt ngay và sách chạy về rồi. Đó là một con bao bay quay 800S và một con Free Yamaha, con rề Yamaha đó nè, C80. Hai con đó thì ông anh đã ôm chạy rồi nên không kịp quay clip cho anh em xem hai con đó. Hai con đó thì cực kỳ là đẹp và cực kỳ là khủng, rất là gấu luôn, chỉ chụp là xin chụp lại được vài tấm ảnh thôi, chứ không có thể quay video cho anh em xem. Và cái hai con đói và free đó. Rồi thì đi vào những cái con còn lại thì hôm nay thì đó là hai con sơn xui 607KX. Thì hai con này về về trong tình trạng là rất là đẹp nha anh em. Về thì chưa vệ sinh đâu. Đó. Chưa vệ sinh. Tất cả là mới về nha anh em, em mới tháo thùng ra. Tất cả là rất là đẹp hết mạch. Và cái con 607KX này thì nó sở hữu mạch phay nhôm xước màu vàng 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 gold nha anh em, vàng rất là sang trọng. Thì con này là công nó có công suất là 250W. Với những dòng 607 này thì nó có rất nhiều đời. Đời mặt tránh thì nó có 607KX XR, nói chung là rất là nhiều. Mặt đen thì có Alpha 607 Lta, Xtra 607 Y, AO 607, nói chung là rất nhiều nha anh em. Và cái dòng sân xui AO 607KX này là dòng cải tiến đời mới bây giờ, nên là nó sở hữu cái mặt quay mặt vàng gold rất là đẹp luôn, rất là sang trọng hơn những cái con mặt đen nha. Và tầm tiền nó thì cái đời 607 thì nó cũng tương đương với nhau nha anh em. Và như 607 lợi trai hiện tại em về mới về còn bán 8 triệu 3 thì con này nó cũng đồng giá tương đương như thế đó. Rồi thì nói chung là trong clip này thì em chỉ em giới thiệu mặt hàng về cho anh em và báo giá cho anh em tham khảo nha. Thì hai em về được hai con 607KX thì một giá mỗi con là 8 triệu nha anh em. 8 triệu rất cực kỳ rẻ cho anh em nha. Em vừa xem các shop khác bán giá là 8 triệu rưỡi. Rồi có shop thì bán 9 triệu rưỡi, nói chung là
rất là nhiều shop bán với nhiều giá khác nhau. Thì nói chung là cũng tùy theo độ đẹp của những sản phẩm nha anh em, chứ không phải là mình nói cái shop đó bán đắt hay bán rẻ, tùy vào cái độ đẹp của sản phẩm nha, và cái giá mà anh em nhập vào nha. Cái giá anh em nhập vào cao thì anh em phân phối phải tất nhiên ra là phải cao để có một cái lợi nhuận nào đó, kiếm hộp sữa chẳng hạn hay là kiếm gói mì chẳng hạn đó. Chứ không phải là anh em nhập cao rồi cũng bán giá thấp như những cái số khác thì anh em nói gì mà anh đó, anh em nghĩ đúng không đó. Về tình trạng máy thì bên em thì bảo đảm với anh em là nguyên rin nha, rin 100% chưa qua tay sử dụng người Việt Nam, hàng cam về và đẹp, nói chung là xuất sắc luôn nha đó. Mặt mũi thì không một vết trời xước, hai con nào con nói ngồi y chang nhau nha. Em bán với giá là 8 triệu nha, thì nói chung là giá em nhập về nó rất ok, thì em phân phối cho anh em chơi với giá ok. Chứ không phải là nói chung là mình muốn bán hàng ra cho nó nhanh và giá hợp với túi tiền của anh em thì anh em ủng hộ cho mình thì mình cũng rất là vui. Rồi, 67KX giá 8 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Với những cái giá mà em đã đưa lên thì tất nhiên là em đã bao ship rồi nha anh em, em đã cân nhắc vào bao ship nên anh em vui lòng rồi đừng có trả giá. Và anh em đã xem video và xem sản phẩm thì anh em cứ việc alo cho em đó, hoặc là anh em nào mà không alo thì anh em để lại tin nhắn trên điện thoại nha, và số đuôi là 0363648707, em sẽ alo lại và tư vấn cho anh em. Rồi, và dưới đây là một con Sansui AOD 77XDK đó, hai hồi gỗ chỉ vàng rất là đẹp nha đó. Rồi, con này công suất là 320W đó, đánh 8 sò. Thì con này em bán với giá là 13 triệu nha anh em, 13 triệu. Đó. 77XDK nha, giá 13 triệu nha. Hai hồ gỗ chữ vàng rất là đẹp nha, nhìn rất là sang trọng. Nó làm nổi lên cái mặt của cái con âm ly này. Đó, rất là đẹp luôn. Con này rất nặng, rất là gấu nha, công suất là 320W nha, hồi gỗ rất đẹp luôn, không trời xước gì nha. Mặt mũi cũng vậy, không cắn hay không trời xước gì, rất là đẹp luôn nha. Rồi, giá 13 triệu đã bao ship toàn quốc cho anh em. Dưới là một cái con DBX 4320. Thì con này thì nói chung là dòng đáy 4 kênh hiếm trên thị trường nha anh em. Rất là hiếm trên thị trường. Con này thì em về cái con này là em bán được, là cái con này là con thứ ba này. Về bên em là con thứ ba này, em bán ra hai con rồi. Và hôm nay thì về được một con nữa. Trên thị trường thì chỉ thấy là có em bán thôi nha, chỉ có bên Âm Thanh Quốc Hồng bán cái dòng DBX 4320 này, chứ không thấy là bên nào bán nữa nha. Đó. Nên là nó rất là hiếm về thị trường này. Dòng đá 4 kênh riêng biệt, anh em đánh hai cặp lo chính riêng biệt từng lo nha anh em. Đó. Công suất nó là 790W nha. Rồi, con này thì em bán với giá cũ là 9 triệu rưỡi nha. 9 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho đây, vẫn với giá cũ luôn. Giá đợt này nó có tăng nha anh em, giá nó cao lắm. Nhưng em vẫn bán giá cũ cho anh em chơi. À. Thì nói chung là anh em thì cập nhật thời sự tình hình nó thì anh em cũng biết rồi, tình hình dịch bên cam này nó chưa hết, biên giới thì nó chưa mở cửa. Nên là giá vận chuyển nó rất là cao, nó về hơi cao hơn cái với là năm ngoái đó. Đó, nên là em nhập về thì nó cũng hơi cao chút, nhưng em sẽ cân nhắc giá và bán với giá tốt nhất cho anh em chơi. Tất cả là hàng em bao rinh nhưng bán cho anh em và giá rất là ok, hàng chưa qua tay sử dụng nhiều năm nha anh em. Ra bên này là một con 67KX nữa rồi. Dưới này là một con cái đờ nông 890D. 890D nha anh em. Thì con này có giải mã digital.
cộng quang optical. Đó, có cộng quang anh em nghe nhập mạng từ trên xuống từ trên TV rồi xuống nha. Đó. Thì với giá âm ly đời nông 890D này thì bên em bán với giá là 17 triệu 500 bao ship toàn quốc cho anh em nha. 17 triệu 500 nha anh em. 890D riêng nguyên bản hoạt động ok. Mặt mũi rất là đẹp luôn. Thì tối thì em quay nó không rõ. Thì để cái clip sau thì em sẽ giới thiệu từng con một cho anh em xem, và anh em theo dõi kênh thì đừng quên đăng ký kênh nha, để xem những video em mới đăng lên nha. Đó, hàng rất là đẹp. Dòng này là dòng chạy một nguồn điện nha anh em, đời nó là chạy một nguồn điện nha. Đó, chứ không phải chạy đời chạy hai nguồn điện nha anh em. Đó, điện 100V. Rồi giá 17 triệu 500 607 cây 8 triệu. Đó. D707X được cắt 13 triệu nha. DBX4320 4 kênh 9 triệu rưỡi. Tất cả là bao ship toàn quốc cho anh em. Thì mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ với em qua số 0363648707 nha. Số 0799450979. Em xài số chính là số 707 nha. Anh em cứ liên hệ qua em số 707 hoặc là đăng kết bạn Zalo Facebook của em và số đuôi 707 để em gửi anh em về chi tiết những sản phẩm mà anh em yêu cầu. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây và cảm ơn anh em đã theo dõi video, và hẹn anh em ở video sau em sẽ test chi tiết từng con và mở ruột gan cho anh em xem. Cảm ơn anh em, chào tạm biệt.